Đó mọi người thấy không? Đây là cuộc nhậu của dân cây nhá. À các bạn ấy nhiệt tình, mọi người nhiệt tình giúp. Bỏ cái này ra đi. Trời mưa gió ấy. Đấy, các bạn từ xa đến mang đồ ăn đến đấy, anh em mỗi người một chân một tay để có cái buổi nhậu. À, cái này nó đây nó gọi là đam mê nha anh em nhé. Đây nó gọi là đam mê, toàn là dân cây. Tăng Thành nó cao thật đấy, mà mét bao nhiêu Thành? Em hơi tốn tải gì anh? Quá tốn luôn ý. Này quần này áo mày chắc là gấp đôi mà. Tính giá gấp đôi. Anh chưa đâu. Thật, đám cưới trên cao. Ôi ra tận đấy á? À? Tưởng là phải cắt lại, phải cắt đi chứ. Ra đấy làm gì có dựng làm sao được nhỉ? Níu có níu được không? Ồ, được. Ồ, nếu níu dây thì được. Đấy. Nhiều người vào thông minh hơn anh em ạ. Bên anh Trương khả năng buộc thôi. Chắc chắn là em đây. Này chắc kỷ niệm nhớ đời. Ê, anh trai xử lý khéo thật. Thật ra là lúc đầu là trước đó là anh em định trao đổi với nhau ra nhà hàng ngồi ăn. Thế nhưng mà anh em lại thích ngồi theo cái kiểu này, kiểu dã chiến này. Mọi người thích cái kiểu ngồi dã chiến này ra là mới có cái trận nhậu như này. Đấy chưa? Đầu bên này được rồi. Nhìn có vẻ đẹp đấy anh ạ. Đẹp, sức giảm đám cưới. Còn hai cái bạn ở kia lỡ mà. À. Từ từ đã vào đây. Thì anh ấy chọn ra cái góc này là nó cao. Đó. Ừ. Chọn vào cái lỗ này này. Ờ, đúng. Cao không này. Đưa nó ra vào cái lỗ kìa. Nó cao cái đấy lên, nó dựng cái đấy lên. Hoặc là chéo cũng được. Thật chứ anh em đam mê này mình xúc động quá. Đúng là nó bằng gọi là một cái hành động, nó bằng gọi là vạn lời nói anh em ạ.
không có gì chân thực. Rồi mình đứng ngoài mưa phát chạy vào nút thôi. Các bạn ở Thanh Hóa đến chơi, anh em tổ chức nhậu này gọi là nhậu dã chiến. À, tổ chức nhậu dã chiến ra trên sân thượng. Đây gọi là mê này chấm hết. Bây giờ quan trọng là cái cọc này. Em múa cho anh ít cái mặt to thôi. Một ít con to thôi, không cần. Không có bắn cũng được chị ạ, à? Không sao đâu ạ. Này cho nó có kỷ niệm. Kỷ niệm. Chắc phải cho mấy cái đĩa nhỉ. Chị này, đem sớm rồi. Phải cho một ăn năm con này nó tiết đĩa hả? Anh à. Con nào mà có hay đĩa cá thế ăn cũng được. Ý là đi nước lọc sạch đây đi, con nào mà có đất thì em rửa đi tí. Không phải ăn đất kìa. Dạ. Không có đâu, không có cát đâu, anh ngâm rồi. Anh không biết người khác cái nào như anh thì con có đất. Có mang cái bát với cái rổ. Cái thau nhỏ này đấy cháu. Cái chậu với cả một cái rổ. Đấy, anh chị mang hàu còn tươi nguyên sống này cả nhà. Cái này phải lấy ô tô. Cho ô tô. Nói chung mỗi anh ăn tầm 4-5 con thì nên là ngất ngây. Chắc là è cổ rồi đúng không? 4 con là chắc là to này mà. Mọi người công nhận anh em đam mê không? Đây gọi là nhậu dã chiến. Trời mưa cũng không thể nào. Trời mưa cũng không thể nào. Trời mưa cũng không thể nào cá lớn cái đối tác. Vui anh ạ, càng nhiều kỷ niệm. Quả này là kỷ niệm ngoài là nhớ đời đấy. Chị như lúc đấy là anh giới thiệu là chị này là chị Liên. Mà em nếu không nhầm thì chị Liên này hình như là có nhắn tin trên YouTube với em một lần hai lần thì phải. Nhưng mà tại em không biết. Tại vì em sợ là con trai giả nick con gái. Cho nên là em không tiếp. Nhưng biết đâu chị là gái thật. Rượu bánh trái à? Ờ con cầm đây con đưa cho cô. Đây cô đây. Rồi đây. Đưa cô. Ok cháu. Vào đây. Vào đây. Cái đĩa đấy. Cho mấy cái đĩa to. Đấy. Đĩa nhựa hay đĩa? Đĩa nhựa được. Để tạm đây này. Ok, quả gà tàn của sư phụ hơi ác đây. Thế mà tàn đầy đấy. Này, theo em mà nếu mà ở đây mà có cái quả dừa nước á. Có dừa nước. Thì đặt cho em một quả dừa nước đây này. Xong rồi em bố. Xong em bỏ vô cái quả đây giờ tiếp cho các anh chỉ có thấu chanh thôi. Gọi điện ngay, hỗ trợ nhưng mà xong tí nữa các anh bắt chanh rồi các anh chỉ có nhúng qua cái chanh nó thì ăn. Nhưng mà nó là tải cho anh nha, em phải chứ thích luộc hay ít thì em ăn được. Còn về là em chỉ sợ là không ai thuê toàn dân nhậu cả rồi. Đừng cái đổi cho là Thanh Hóa mà mang cái đồ ra ăn để đau bụng không chị. Ờ, sếp về chưa? Đang trên đường rồi. Sếp về qua chợ Yên Phụ, sếp mua cho tôi mấy quả dừa ấy. Quả dừa. Tóm lại là ông mua quả dừa. Ông mua trên đường về với quán cà phê vào chợ để mua cho 5 quả. Nhưng dừa hay dứa? Dừa. Dừa. Lấy nước này. Lấy nước dừa. Thì ông mua cho cái. Nước dừa. Nước lọc về là không quan trọng nên như này. Tiện đường anh ạ. Mua luôn dừa. Mình không bội gì anh ạ. Cái này là giống như quán bằng nghề mình ăn ngon ăn gói rồi. Được, hôm nay là kỷ niệm nhớ đời. Hôm nay em nói luôn là em quay YouTube em làm quả kỷ niệm nhớ đời. Đây là chúng ta sẽ được gọi là giao lưu. Nhà hàng bác trai có bán cái to này không? Không có. Quá to luôn anh ạ. Đây là ngao bé rồi đó. Thế ngao to này cũng ít này. Cái này là không có trong tự nhiên.
Ờ. Thì anh chỉ được mua được nuôi thôi. Còn đây ấy là tự nhiên. Con này á? À? Con này không, các bạn chưa dùng được. Nhưng sao sao anh thử ở đâu được mà cái hàng này nó to này. Đây là em trai mình. Thế à? Em trai mình. À đây. Đi đánh bắt cái này. Chứ không phải nuôi. Còn anh mà bán này, bán cái hầu của nó to này. Mang lên hầu nuôi đấy. Nhưng không có hầu này. Thì con này một ông chắc chỉ 3-4 con là ứ ừ, nhỉ. Một béo như thế. Nó đang sống đấy. Ờ. Anh tí nữa các anh nhúng nhúng nấu nhúng ngao đi phía mực luôn. Vâng. Cái ngao kia để phía nhúng nấu kìa. Mực cái con này là lẩu ấy. Một con cơ đấy. Cái này là cái gì nhỉ? Cái này là sướng nộm nhà em đấy. Chúc em chọn. Hay. Sao anh cần em chỉ có những. Anh trai cũng làm nhà hàng mà chị. À vậy thì lúc mà anh mà lúc đó anh kèm theo cái món hải sản nộm dưới cho em đây này. Ừ. Vì nhờ các nhà hàng toàn là lấy cho em đấy. Còn bán. Đây là đây là có nghề rồi. Đấy là sướng đây là nhà em là chọn sướng khô chứ không phải là nộm dưới đâu. Nếu mà anh có nhu cầu. Ô lại thêm bạn à? Này. Thêm vào cái món này thì anh bán cái gì đấy. Người đấy không trời mưa mà anh chị em yêu quý mình nhiệt tình quá. Sao bật nước làm gì anh? Đây vườn của em nhỏ này thôi anh ạ. Nhỏ nhưng mà nó có vợ. Vâng. Vâng. Em đang nuôi đợt này xong đợt này là em thay chậu thôi. Xong dịp này là thay để sẵn chậu kia xong dịp này là thay. Vâng. Đây con ký ức giờ mới ra lá. Còn mấy con đi triển lãm đã bê được về đâu. Đang để gì đấy à? Vâng, nó mới để cái tập kết ở đấy. Cao rồi, thành này cao không? Ơi, ơi mình mua xanh quê, mình đã là xanh quê rồi. Mình cảm giác như là móng. Cứ phải lá đẹp mà mình chọn chứ, tại sao mình lại khổ? Vì nó có nhiều mà em. Tuy nhiên đến giờ này là khó rồi chứ không nhiều nữa. Bây giờ hiền đúng không? Bây giờ thì thực ra ăn hàng hiếm nhưng mà hàng khó. Bây giờ là họ thâu tóm kinh quá. Cái loại cứ bim bim này mỗi ông cứ găm cho như em thì chắc cũng phải đôi chục con. Của em á? Ừ, có đến đâu? Của em thì phôi thì toàn phôi. Thì phôi đấy chứ, anh nói là ngay từ phôi là bây giờ anh em người ta nhặt người ta đã găm rồi. Tập làm thế này. Cái phôi mini là ít. Bây giờ toàn là khá to về mini. Khá to về mini cả một vấn đề. Cũng mấy xương cốt, cốt cây. Cơ bản là những cái cây to khá về mini thì nó xương. Xương ít nhất là cần thời gian. Đến ít nhất cần thời gian là mình thu về thì kiểu gì đã to mà thu về nó ục ịch. Thời gian là xử lý thế nào? Con điên mà nuôi khô như thế mà nó đang còn ục ịch chứ. Đúng không? Đấy, nhìn con điên nó khác mà. Điền thì chắc chắn nó ục ịch rồi. Không đánh cái gì. Chết vời. Đó là những con găng tay kia em thấy anh lá em cắt hồi bé đừng hỏi. Đây này. Bị con này này, con này hồi vừa mới lên đá không tính. Đây cái con bé này nhìn này. Dăm dày. Ôi thì đương nhiên là dăm dày lá bé. Này mấy cái cục ông làm lên. Điền mà anh. Thì biết không? Mấy cục điền. Là quê con này quê. Quê con kia mới điền. Còn sau chết điền. Chết cây ông có nuôi trái cỡ nào chăng nữa nó vẫn cứ phá không nổi. Ủa mấy chúng là không cỡ đâu. Không cửa được. Bọn đấy đặc tính của chúng nó thế. Đặc tính của nó là ra như thế rồi. Làm sao thay đổi nó được. Không cưỡng nổi. Sau này có phá lên đá lên đủng cái thứ xong lại phải lên lại. Kỹ thuật của sinh quê thì cực khó. Bọn quê thì quê thì nó chắc hơn đấy, nó làm ở đâu chắc đấy.
con đấy là từ Tết đấy, cắt từ Tết đấy, mấy tháng đấy. Đang thả sổng đấy chứ. Đây là đang thả sổng. Con này anh lên đá con này á, con này lên đá từ là 11 năm rồi, sang năm thứ 11 rồi. À không, cái cây này phải nói như thế này mới chuẩn này. Cái con này là cái cây thì là 11 năm, nhưng mà lên đá này thì được khoảng 6 năm. Tại vì mất 4 năm đầu loay hoay mà. Đúng rồi, con này lên đá mới được có 6 năm thôi. Em nhìn các cái chi răm là dạ. Chỉ có điền với cắt giật. Em vừa mới thay chậu. 100 năm cho xong. Em vừa mới thay chậu, thế là em phải thả cho nó dễ, nó có ổn. Con quê này, con quê này khiếp này. Con này sẽ là con cái này khoảng chục năm trước trong tầm tay của mình hết. Ừ, mình không sâu lắm, nói thật cái gì bây giờ nó ngộ nhận ra nó là muộn. Ừ. Chứ đừng có nói là bảo vệ ngày xưa với bây giờ chục năm trước nó rẻ đấy. Hôm nay lên video cái phôi này đúng không? À ừ, cái phôi này nhìn ngoài gớm nhỉ, xịn nhỉ. Phôi này mua 20 xịt, 20 xịt. Ừ, tất nhiên hôm đi mua anh trả này mấy anh em mua của ông Thành cho tả chứ mua của ai, mua hay tại trận. Đây là cái cục đây, hôm nay mấy anh em đi chứ có anh Trương, anh Trãi, anh Sĩ nữa. Nhưng mà đừng kêu nó bằng cái cục, nó cái cây. Gọi là cục đi. Cục cái này chết. Ờ, em toàn làm từ những cái dạng như thế này. Đây những cái thằng này cũng thế này anh này. Đấy, nó cũng là từ cục hết mà. Cái đó nó có trên bàn phô ấy. Em chưa sang thăm quan này. Từ cho anh đến đấy sao ạ? Chọn con to thêm ạ, đừng có bố con nhỏ. Bố anh mấy con to. Con to ăn gây lắm. Gây kệ. Mỗi ông mấy con, mà con nhỏ thì mà nướng.